Xin kính chào các quý thầy cô, các anh chị và các bạn học sinh sinh viên. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh viên của đại học Edic và mã số sinh viên của em là CV021HT017. Và quay trở lại video ngắn để chúng ta cùng nhau chia sẻ bàn luận về keyword chính, keyword trong bộ môn Focus on Excellence. Và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về câu, chia sẻ về khoe khoang. Đó. Thì cái khoe khoang này thì nó thể hiện cái điều gì? Khoe khoang này nó là một cái từ, nó là cái động từ để giúp chúng ta thể hiện bản thân ra. Đó, nó cũng giống như cái keyword hãnh diện, nó gần như là như vậy. Để nó chúng ta đây là cái một loạt hành động thể hiện ra trước, xong rồi mới đến hãnh diện. Đó là chúng ta đang khoe khoang những cái thứ của bản thân ra. Chúng ta có một cái thứ gì đó, chúng ta khoe khoang ra bên ngoài, nhưng thực chất nó xuất phát từ một cái ở trong bản thân chúng ta mà nó không hề tốt, mà chúng ta muốn giấu, chúng ta không muốn nó xảy ra, không muốn nó đến với bản thân chúng ta, thì chúng ta mới khoe khoang nó ra để che lấp đi cái điều đó. Giống như việc là chúng ta sợ mọi người không chú ý bản thân ta, không kính nể chúng ta, khinh thường chúng ta. Đó là lý do vì sao chúng ta mới phải khoe khoang bản thân chúng ta ra để trở thành một cái con người thật là tốt, để không bị khinh thường. Đó là một cái nỗi sợ.